cô mới mất chiếc nhẫn à mọi người ơi. Cô giờ xin cậu chiếc nhẫn à mọi người ơi. Cô chiếc nhẫn là vàng bao nhiêu cô? Là bao nhiêu phân cô? Mất chiếc nhẫn 5 chỉ. Thì con kiếm nè, gọi cô. Là cô mất ở đâu cô? Cô như thế nào? Cô, cô vào thăm mộ là cô phát hiện ra là mình bị mất, nhưng đi mà tới đây nè, ông lột ra, là từ nhà lên tới đây không biết là gớt chỗ nào, tới đây bị mất biết gớt chỗ nào hết thì đó, thì tới ra thăm mộ xong rồi mới phát hiện ra là mình bị mất. Bây giờ để chơi còn sớm, để chạy ra tìm không có mình tìm trời ơi gớt ngoài đường thì gớt người ta lụm rồi cô ơi. Cô nhà cô ở đâu cô? Bình Chánh hả? Rồi chú cứ đọc lại số điện thoại có nhiều anh em ở đây. Rồi rồi rồi, khâu đó này đâu đang gấp nè. Dạ. Để chú đi đi. 5 chỉ hả cô? Mất một chiếc nhẫn vàng y 5 chỉ cô chú anh chị ơi. Là cô chú ở Sài Gòn nha. Rồi rồi. Thôi thôi anh em mình đi tìm đi. Tìm rồi bây giờ đi tìm cho cô chú đi mọi người ơi. Rồi cô chú vô miếng mộ bây giờ mất chiếc nhẫn 5 chỉ. Ờ. Giờ bây giờ anh em chia nhau đi tìm cô chú anh chị ơi. Tại khi đó cô bước vô đường này nè, mình giờ mình đi luôn đi đường này nè. Bắt đầu đi vô mộ cậu. Ê có kìa. Cái gì vậy? Thôi 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 đừng có tin nó anh ơi. Chắc thằng đó nó xàm lắm. Thằng đó nó xàm lắm, đừng có tin nó. Đi kiếm đi. Con nãy giờ con có thấy chiếc nhẫn của cô đó bị mất không con? Đi vòng vòng mọi hồi nãy chắc cô tới là cô sẽ vô cô tham quan cái phần ở trong. Đúng không? Thôi mình đi vô phần ở trong mình kiếm mấy anh ơi. Rồi rồi, thấy hai cô chú khóc sưng mắt luôn rồi. Rồi. Thấy cô chú cũng rất là tội nghiệp luôn mà, rất là vội vã cô chú. Cô vô cô khấn xin cậu quá trời mẹ em không quay kịp, tội nghiệp cô quá. Thấy cô khấn mà hả đau lòng luôn á cả nha. Mọi người tìm phụ em nha. Trời ơi, thật ra là chiếc nhẫn 5 chỉ thì nó rất là giá trị. Nhiều 5 tỷ giờ là bao nhiêu tiền mày biết không? Nhiều khi lòng tham con người. Bây giờ nếu như mà thật sự nếu gớt ở đây nè mai ra thì còn có thể là anh em mình kiếm được. Gớt ở ngoài làm sao mà cô chú mà kiếm được. Đi lên thăm mộ cậu mất luôn cái nhẫn 5 tỷ. Quá là buồn luôn. Thấy chưa? Vàng vàng phải không? Ủa không phải. Em tưởng với nhẫn chứ. Kiếm đi cả nhà, cái nhẫn 5 chỉ nó rất là bự. Mọi người ơi, ai mà hôm nay đi viếng á mọi người thì có thấy được trả lại cho cô chú đi, cô chú rất là tội nghiệp mọi người ơi. Bây giờ đi tìm anh ơi, tìm ở trong mấy cái chậu nè. Rồi ơi, tìm mấy cái chậu đi anh. Có cái khó không? Mấy cái chậu hay gớt vô không ai thấy á. Sợ quá. Bây giờ là nãy thấy cô vô đây luôn đó mà. Chú. Trời ơi, các YouTuber đang hỗ trợ cô đi tìm nhá. Tìm bây giờ mình cùng tay tìm. Nói là quan đóng vai lan và đẹp đó, đẹp. Ơi kìa kìa, hình như có ai đang lụm gì kìa. À, chú mẫu. Đang lụm gì hả? Ra trước đi. Ở đây là hơn chừng mới vừa tìm không thấy cô chú anh chị ơi. Cố gắng tìm rồi. À đó. Năm chỉ là cũng bự lắm á chứ không có nhỏ đâu. Chiếc nhẫn 5 chỉ là bự. Đây như chiếc nhẫn như thế này. Rớt chiếc nhẫn 5 chỉ. Thì làm sao mà rớt được? Nó dốc mà không để cho ta. Chứ mà nó đi từ nhà lên đây chứ nó rớt cho. 5 chỉ anh nghĩ đi đâu phải đâu, chiếc nhẫn nó nhỏ. Chỉ có chặt cục ngón thôi. Thái xà lem. Không phải nhiều khi cái nhẫn của người ta rộng á, nó tụt. Anh em túa nhau đi tìm chiếc nhẫn 5 chỉ cho cô đi. Cô mới vừa mất là vô cầu nguyện cậu kìa. Người ta rớt chứ tóm lại là bà đi từ nhà lên đây bà không biết rớt ở đâu. Người ta mất thôi chứ tôi không biết. Bây giờ nè, ai mà lỡ nhận được thì trả lại cho chủ. Tôi xin là hậu tạ 2 chỉ. Đó, rồi sao mà vậy đi. Còn không trả thì có được 5 chỉ hả?
Đây bây giờ mất mất 5 chỉ bây giờ là giống như cưa đôi. Cưa đôi là cô mất 2 chỉ thôi. Cô còn 3 chỉ. Ủa cái nhẫn mình đâu rồi? Cái nhẫn nó mất rồi. Trời ơi hai vợ chồng khóc nức nở luôn. Và cô vợ đi vô trong mộ. À khóc thương quỳ cầu xin cậu là không có phải không? Không phải không? Anh như anh tin không? Mất nhẫn 5 chỉ anh tin không anh? Chắc cũng có thể anh tin không? Tôi là tôi không tin. Cứ bình tĩnh đi. Bây giờ cứ tìm đi rồi nói vậy. Cô nãy là cô di chuyển hướng nào? Cô vô đây nè, thắp hương cho mộ cậu thì bây giờ mất nè, bây giờ phải tìm thôi chứ giờ sao giờ? Ê cái gì vàng vàng vậy? Không phải. Hồi nãy cô có gọi cho mấy cái tấm hình không? Nếu mà gớt chợ chỗ này thì coi mấy bụi cỏ là có không? Mọi người ơi, ai mà thấy được nhẫn của cô thì xin hậu tạ nha mọi người. Dạ, thì không những mà cô hậu tạ hai chỉ mà em cũng xin góp 200.000 để gửi tặng cho ai mà báo tin được cho em nha cả nhà. Mà 200.000 mày lớn quá. Không thì em ít tiền thì em hỗ trợ thêm thôi. Thôi mày hỗ trợ thêm miếng nữa đi, nhiều khi người ta nghĩ lại. Chứ giờ em cũng kiếm mà em, bây giờ là... em nói thật nghe 5 chỉ lớn thiệt nhưng mà em không bao giờ tham hết á. À, anh kia em không có tham. Anh nãy giờ có thấy ai rước nhẫn không anh? Kiếm quá trời. Anh cũng đang kiếm phụ đó cô chú anh chị ơi. Kiếm quá trời. Bây giờ cố gắng kiếm thôi. Kiếm rồi chứ giờ sao? Chứ bây giờ cứ nghĩ không có mà bây giờ cứ kiếm đi rồi lỡ nó có sao trời. Cả nhà ơi. Hay mà hơn chừng thấy vẻ mặt của cô cũng hiền lành đó. Các con cổ không bây giờ cổ nó giống đâu. Cái gì ấy có biến nữa. Mà không biết trớn trên đồng đường tạo ra mà nó điều gì đó để gây sự tai tiếng nhầm để nghĩ rằng là trên đây có vấn đề này đề kia đó, để cho cái việc mà mấy anh em ở đây cập nhật tin là sẽ bị hạn chế lại. Đúng rồi, nó cũng là có giống như là đây vậy, giống như là một cái phương pháp để mà đuổi khéo á, phương pháp đuổi khéo ra ổng la làng là bắt chứ đúng không chứ thí dụ mình bắt về vấn đề như bớt không tin mấy đâu, mấy ổng thì cũng giống như mình vậy thôi à. Mấy ổng luôn giống mình nè. Chuyện không thật thì mình bỏ cái tấm lòng của mình ra, mình đi kiếm. Người vô kiếm thùng rác coi. Người làm thật thì cho dù cô chú không thật hay sao, mình bỏ thời gian ra mình kiếm phụ cô chú đi. 10 phút thôi, mình kiếm vòng vòng mò đâu có mất mát gì đâu. Đó. Mình bỏ một chút công đi. Công quả mà, không có mất mát gì hết á. Kiếm thí dụ như vậy mà vô tình là mình phát hiện được đúng không anh? Bây giờ mày kiếm được cái dạng những 5 chỉ đó là mày có trả lại cho cô không? Trời em không có tham, một cây em còn trả chứ đừng nói 5 chỉ. Em không bao giờ có lòng tham mà lấy tiền này kia đâu. Ê, tự nhiên mổ rớt ra kìa, mổ của chú tôi còn rớt ra luôn rồi kìa. Wow. Wow, cái này là phải báo không gia đình. Không phải, cái mổ của chú vậy đó anh ơi. Cái gì, cái này là rớt ra nè ông nội, nó phải gắn vô gì mới đúng nè. Thấy chưa? Rồi thì bây giờ không chắc nó gắn cái khung giống vậy nè. Rồi cái đó thì để chắc qua viên cũng biết mà, để từ từ qua viên tính. Không, tại vì con cháu không biết á là mà không có hỏi á. Clip này cũng thông báo luôn đó. Không đi tìm cái nhẫn cho cô rồi phát hiện rất là nhiều điều nhưng mà vẫn chưa phát hiện được cái nhẫn. Nhẫn 5 chỉ. Còn lớn lắm mày. Em chưa bao giờ có. Ê, giờ chỉ giá như vậy. 1 chỉ bây giờ là 6 triệu 3. Trời ơi 6 triệu 4 6 5 chỉ 3 mấy triệu hơn 30 triệu trời ơi nửa năm làm của em trời ơi kiếm với cô đi mày kiếm thôi thôi nửa năm rồi cô chú anh chị ơi em làm nửa năm mới có tiền đó nha thấy rồi giờ không biết sao luôn á thấy nãy nhìn cô chú khóc mà mình đau lòng luôn á chứ ngược 5 chỉ hay số tiền lớn quá ví dụ mà cô mất mà 500 hay là 400 triệu rồi anh em mình còn hùng mình cho được mà mất cái 5 chỉ rồi. Không thật sự nói nó cũng không nhiều nó không ít nhưng mà đối với người khổ như cô là một tài sản rất là lớn đó chứ không sao không nhiều anh 5 chỉ anh thắp nhà anh cầu là để kiếm được cho cô luôn kìa em thấy nghe chưa? Mà em rụng rời tay chân luôn 5 chỉ đó anh đâu phải là 5 phân đâu
5 giờ thôi, kiếm cái lỗ âm dương coi có cái. Ê, cái lỗ âm dương của cậu không có gì đâu. Mày kiếm gì chỗ độc không vậy? Bây giờ Hân Trần kết lúc clip đây đi, rồi Hân Trần đi kiếm tiếp nha cô chú anh chị ơi. Nhiều khi nó ở mấy cái nước này nè, lát Hân Trần bỏ cái tay xuống, Hân Trần mò luôn. Bỏ cái tay xuống Hân Trần mò dưới coi coi rồi thử như nó có rớt xuống nước không. Còn không á thì ví dụ như là đợi mà nó nhắm xuống á là nó lòi lên. Cây vàng nè mấy cha. Trời ơi. Không vậy. Trời ơi, tới chị này rớt những cây vàng nữa mọi người ơi. Trời ơi. Lắm rồi, hình như chị này gớt cây vàng luôn rồi, bảy cái gì mình nghĩ chính xác mà nó lên đây mà cái gì cũng đưa vô nó nhắn rồi, cái vàng ra ngoài luôn rồi. Bây giờ mình có mắt ở đâu không cần biết. Lại đây mình gái trong tâm mình, cậu ơi, giờ con có mắt gì vậy vậy đó, cậu có linh thiêng cho con xin, cho con kiếm lại cho bằng cho được, chứ con cũng không biết con mắt ở đâu. Vô đề án thử mắt đây, bà đó bà xạo, bà nói xạo. Đó. Ba cũng nói là lên đây ăn con phụ hộ tôi. Cái mộ của người ta mình phải biết lịch sử. Chắc vậy luôn hả? Chắc vậy luôn hả? Chứ mình vô đây mình ào ào, mình nói mắt của mình mắt ở đâu trên chợ. Mình nói tàu la. Cô có nghĩ đây là cái thiết âm mưu không cô? Bà bị điên. tại bà vô đây bà nói càng là quá, càng quá. Cô chú anh chị ơi thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi càng quá cô chú anh chị ơi.